Khi nào Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước? Thưa quý vị, liệu Việt Nam có tân chủ nước trong vòng 2 tháng nữa như năm 2030 không? Theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử Quốc hội bầu chủ tịch nước, Quốc hội hội thảo biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Sau khi được bầu, chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ và nhận chức. Đây là quy trình chính thức có thể vào tháng 5, xét vào thời điểm ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước vào ngày 18 tháng 1 năm 2003, thì ông Võ Văn Thưởng đã nhận chức Chủ tịch nước chưa đến 2 tháng sau đó, ngày 2 tháng 3 năm 2003. Quốc hội Việt Nam mỗi năm họp thường lệ 2 kỳ, ngoài ra có thể triệu tập cuộc họp bất thường kỳ hữu sự. Kỳ họp bất thường sắp tới của Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Dự kiến chức danh chủ nước sẽ chính thức được đưa ra để Quốc hội xem xét trong kỳ họp này. Ban chấp hành Trung đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu người giữ chức chủ tịch nước và thông thường có kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 và tháng 10. Và chúng ta có thể phải đợi từ nay đến tháng 5 để Ban chấp hành Trung ương thật sự đồng thuận và sau đó sẽ đưa ra Quốc hội và bầu chủ tịch nước. Quốc hội bầu chủ tịch nước có thể diễn ra trong năm khi Quốc hội tiến hành phiên họp thường lệ, trừ khi có khả năng phiên họp bất thường được tổ chức sẽ sớm hơn. Bộ trưởng Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm cũng đang nằm trong danh sách những ứng cử viên có thể trở thành tân chủ tịch nước. Theo giới quan sát hiện nay, ông Tô Lâm sinh năm 1957, đang giữ chức Bộ trưởng Công an 2 nhiệm kỳ. Ông vào Bộ Chính trị từ năm 2016, hiện tham gia Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Ông cũng được cho là ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư Đại hội Đảng lần thứ 14 năm 2016. Ông Tô Lâm trong vai trò Bộ trưởng Công an được đánh giá là người không quan nhượng với những quan điểm, hành động khác biệt với những tham nhũng tham ô của Việt Nam. Ông được đánh giá là người không quan nhượng với những sai phạm tham nhũng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Cách thức mà Bộ trưởng Tô Lâm đã tận dụng. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một cựu quan chức, cũng được Bộ Công an, hai ủy viên Bộ Chính trị khác cũng xuất hiện. Trong Bộ Công an là Đại tướng Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính thì còn có 14 ủy viên của Bộ Chính trị hiện nay thì có đến 4 người là quan chức trong Bộ An. Đây là một điều đáng lưu tâm đối với người dân Việt Nam. Hai ủy viên Bộ Chính trị khác cũng công tác trong Bộ Công an. Ngoài Đại tướng Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính mà chúng ta đã nhắc tới thì còn có ông Phạm Đình Trạc, cựu Giám đốc Công an Nghệ An và ông Nguyễn Hòa Bình, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng Bộ Công an. Số quan sát cũng cho rằng nếu Đại tướng Tô Lâm lên chức chủ tịch nước thì ông Phạm Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương có thể là một trong những ứng cử viên có khả năng kế nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói rất xúc động khi nghe ý kiến của các bị hại. Thưa quý vị, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết khi nghe những quan điểm nguyện vọng của các nhà đầu tư có lúc rất xúc động gần như rơi nước mắt. Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận trả lãi cho các nhà đầu tư. Vừa qua là ngày thứ hai phiên xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của Viện Kiểm sát, luật sư đối với các bị cáo. Nội dung xét hỏi xoay quanh việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, hàng loạt các bị hại cũng trình bày mong muốn được nhận tiền ngay tại phiên tòa sơ thẩm. Tham gia buổi thẩm vấn, luật sư Nguyễn Chiến bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị hại đề cập tới việc các bị cáo thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp và bị tạm giữ tổng cộng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng. Số tiền này đủ để khắc phục toàn bộ thiệt hại. Song luật sư cũng cho rằng đây mới chỉ là tiền gốc, Tân Hoàng Minh có trách nhiệm gì với những thiệt hại phát sinh của nhà đầu tư. Trả lời, bị cáo Đỗ Anh Dũng cũng cho biết đã nghe rất kỹ quan điểm, nguyện vọng của các nhà đầu tư trong suốt 2 ngày diễn ra phiên tòa. Khi lắng nghe ý kiến của tất cả các bị cáo có lúc rất xúc động, gần như rơi nước mắt. Về việc trả tiền cho các nhà đầu cơ, ông Dũng cũng nói đây là phiên tòa hình sự nên phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Đối với những khoản lãi của các hợp đồng đến ngày đáo hạn trước thời điểm bị khởi tố và bắt tạm giam, Chủ tịch Tân Hoàng Minh xin trách nhiệm trả lại số tiền này. Còn với những khoản lãi mà các hợp đồng đến hạn sau thời điểm bị bắt, bị cáo đề nghị tuân thủ theo bản án của tòa án. Tại phiên tòa vừa qua, bị cáo Đỗ Anh Dũng luôn trả lời rành mạch, rõ ràng những câu hỏi của hội đồng xét xử, luật sư về vai trò của bản thân khi Tân Hoàng Minh có chủ trương phát hành trái phiếu. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng xác định, thông qua hàng loạt các hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.630 bị hại. Danh sách được công khai tại phiên tòa cụ thể, các bị hại phần lớn là các nhà đầu tư không có chuyên nghiệp,
họ đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, chủ yếu tại Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình. Số tiền các bị hại đầu tư mua trái phiếu tại Tân Hoàng Minh thấp nhất là 10 triệu đồng, có người lên tới là 20 tỷ đồng. Trong những ngày xét hỏi đầu tiên, hàng nghìn người đã có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, xếp hàng dài để chờ đợi, làm các thủ tục để tham dự phiên xét xử. Để các bị hại có thể theo dõi phiên tòa và trình bày các ý kiến một cách thuận tiện, cũng như đảm bảo an ninh, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng rạp và có sức chứa hàng trăm chỗ ngồi cùng một số hội nghị. Song bước sang ngày thứ hai xét xử, hầu như các bị hại đều vắng mặt. Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng xin lỗi các nhà đầu tư, trình bày ý kiến tại phiên tòa. Một số bị hại đặt câu hỏi về việc bao giờ được nhận lại tiền gốc và mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh là khi nào. Ngay lập tức, chủ tọa cũng ngắt lời và cho biết tòa sẽ trả lời bằng bản án. Nhiều bị hại cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại tập đoàn Tân Hoàng Minh vì trong thời gian ngắn đã tích cực nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả. Bị cáo Dũng và Việt đã khắc phục 100% số tiền các bị hại. Đây là một điểm cộng. 1.500 người đã làm đơn xin giảm án cho Tân Hoàng Minh, chỉ mong lấy lại tiền gốc. Chúng tôi mong hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng khoan hồng, sớm trở về để làm ăn. Bị hại Trần Thị Hằng cũng trình bày. Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị Lễ, 75 tuổi, nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, đề nghị tòa án ghi nhận sự chân thành của Tân Hoàng Minh và khắc phục 100%. Bà Lễ cũng mong muốn các bị cáo có mức án nhẹ nhất để họ có thể sớm quay lại sản xuất kinh doanh. Trong ngày xét xử thứ hai, luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng đã nộp lên hội đồng xét xử biên bản ghi nhận ý kiến của các bị cáo này tại cuộc họp giữa luật sư và các bị cáo tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội trước một ngày diễn ra phiên xử. Trong biên bản ghi nhận ý kiến, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bày tỏ sự ăn năn hối hận và nhận thức chưa đầy đủ của mình dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Đồng thời, bị cáo Đỗ Anh Dũng cũng gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư, gia đình bạn bè thân thiết, các cán bộ nhân viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vất vả lo lắng, gặp nhiều khó khăn trong suốt 2 năm qua. Bị cáo xin nhận trách nhiệm cao nhất. Sau khi vụ án xảy ra, ông Dũng cũng có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách bán tài sản để có tiền trả lại cho các nhà đầu tư. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo liên tục nhắn nhủ tới gia đình, bạn bè, người thân tìm cách huy động mọi nguồn lực để mà thực hiện nguyện vọng này. Với nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, trước khi kết thúc điều tra, ông Dũng đã nộp hơn 5.650 tỷ đồng, cộng với số tiền cơ quan điều tra đang thu hồi hơn 2.990 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền hậu quả của vụ án là hơn 8.640 tỷ đồng đã được giải quyết triệt để.